Trần Anh vừa về một mẫu Ford này, cô chú anh chị, bản guitar nha, 1.8 bản đủ nha, cảm biến dê nè, ABS nè. Em đang chạy sướng vô đối số sàn. Nước sơn bên ngoài qua thời gian 5 tháng chủ nhà tắm qua nước sơn rồi. Nước sơn đẹp bà con ạ. À. 5 quả mâm nguyên đúc, nguyên bản của dòng Ford Laser. Em này mẫu sedan hai đầu. Em này chạy đâu đó rơi cho cô chú anh chị lanh quanh tầm 8 lít quay đầu thôi. Nước sơn đẹp nha, đi đôi là cùng đèn ống phía trước nè. Nguyên bản theo xe hết, biểu tượng của Ford 47A055449 nút luôn. Anh chị thấy bảng số không? 055449 luôn. Đẹp không? Hồ sơ ký rút được. Máy nổ êm lắm, nổ thì thầm mùi xuân không nghe tiếng động. Giá chỉ có mấy chục triệu bà con mua về che nắng che mưa. Đi bà con sở hữu cái mẫu xe thương hiệu của Mỹ, bà con đi chắc chắn là phải sướng rồi. Em này chạy thì bao lành. Nói về độ đi xe, độ đi đường dài, Trần Anh xin đứng ra Trần Anh bảo hành máy móc cho cô chú anh chị 2 tháng được chưa? Với số tiền lên tới 90 triệu. Mà chưa hết đâu, cô chú anh chị mua Trần Anh sẽ bớt cho thêm 5 triệu nữa, còn 85 sở hữu ngay mẫu 2003 bên Trần Anh ô tô rồi. Đây bà con nè, dàn mâm đúc nguyên bản của em, nó là vỏ nè, vỏ mới tinh, 4 quả vỏ mới ken cặp vỏ đầu thay mới 100%. Và quay tiếp cặp vỏ sau đây. Cặp vỏ sau 90%. Riêng về cái vỏ thì về không phải suy nghĩ thôi, vỏ là mua về chỉ việc chạy thôi. Đó, phía sau là cụm đèn ống nè. Đẹp không bà con? Em này được cái liền lạc nha cô chú anh chị. Nội thất ở trong nè bà con ạ. Nội thất ở trong màu kem, chủ nhà bọc ghế kem sạch sẽ nha. Hai dàn lạnh trước dàn sau dàn. Tắp bi cửa khá là đẹp nè, hệ thống keo phía sau là rin hết. Có một cái cửa bên tài nó có bị dập, nó bị mất chỉ thôi. Rồi xíu nữa cho anh quay cho. À, phần tắp bi nè, hệ thống keo nè. Bà con á, chẳng anh nói là bà con mua cái mẫu đó về bà con đi sướng tuyệt vời luôn. Sướng gấp 100.000 lần Lanos Nuire. Xe có sao là báo thẳng có chuẩn gì đó, máy móc thì bao chạy rồi. Em này bản đủ sẽ trang bị là túi khí và vô lăng 4 chấu nha. Trang bị màn hình cam dê đầy đủ các tính năng rồi. Xe sạch sẽ lắm. Đăng kiểm tháng 7 năm 2023. Ngày 12 tháng 7. Cô chú anh chị đang băn khoăn về vấn đề về đăng kiểm hay vấn đề về xét xe, bà con yên tâm. Nguyên bản nguyên rin không có độ chế, cho nên là mua về là xét bình thường nha cô chú anh chị nha. Máy nè, đây nói về cục máy nè, cục máy nó êm ru đứng gần nè, không hề nghe tiếng máy cô chú anh chị ạ. Được chưa? Xe này có 85 triệu bà con không mua, bà con mua xe gì? Đợt trước cho anh bán 230 không á. Tắp bi là da xịn nguyên bản của dòng Ford nè. Đây cô chú anh chị, cái này nè, nó bị dập cửa bên đây là mất chỉ. Nó mất chỉ có một cái cửa này thôi nha cô chú anh chị nha. Đây bà con nè. Đó, xe có sao là báo rồi. Sao tìm ai á anh? Đây nó mất chỉ nè. Để xe đây đi. Này nó mất chỉ rồi. Đó vậy thôi. Chứ còn ở sóng gần ở trong thì không bị nè. Nè, sóng gần ở trong là không có ảnh hưởng gì hết nha. Còn ngoài ra là keo chỉ là rin hết toàn tập nè cô chú anh chị. Bốn cánh là rin hết nè. Nồi thất đẹp. Sạch sẽ không? Trần nè, em đây là trần đỉ nguyên bản luôn. Đây bà con trải nghiệm vô phần nồi thất của phần máy nè, trợ lực nè. Em này trợ lực nhẹ nhẹ tưng. Vô lăng là trang bị là túi khí, không có dấu hiệu là bung lỗ đây. 316.148 km rồi, đồng hồ bản đủ luôn. Máy lạnh AC nè, kích hoạt. Mở phát có lạnh. Ốp giả gỗ hết toàn bộ, có khe học để đồ và tẩu sạc thuốc. Đèn đuốc ở trong tẩu sạc còn nguyên rin. Đợt trước chủ nhà mua cái xe này cũng khá là nhiều tiền á. Đợt trước mua đến 180 nhưng mà bây giờ thì giá chỉ còn như đó thôi. Cốp sau mở cốp điện. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn gầm. Máy lạnh, mở phát có lạnh ngắt rồi nha cô chú anh chị. Được chưa? Bà con có bác trải nghiệm phần máy nè. Ở một cái giá, phải gọi là một cái giá cho anh bán ra cực kỳ là rẻ, cực kỳ là dễ thương cho bà con có bác luôn. Hợp lý cho bà con có bác. 85 triệu mua đâu ra được mẫu này. Cô chú anh chị mua dùm cho Trần Anh mẫu Ford Laser bản đủ 1.8 203 85 triệu đi. Làm gì có? Không bao giờ có. Lái chắc cho nhau chưa chắc gì đã có nữa. Đây, anh chị coi nè. Cái cốp đẹp không? Cốp không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới phần cốp nha bà con nha. Đây bà con nè. Ở phía sau này, không có dấu hiệu đâm va móc méo. Chỉ có một cái cửa bên tài là bị lỗi gì Trần Anh báo luôn nè. Được chưa bà con? Tiếp tục trải nghiệm vô phần máy nè.
Đây là phần máy. Em này sẽ tích hợp là hệ thống gương chỉnh điện cho bà con cô bác luôn. Sơn rin thì chạy qua thời gian 5 tháng hết sơn rin rồi. Đó là xe là báo thẳng báo chuẩn với bà con rồi đó. Hết sơn rin. Máy êm, em là máy cực kỳ là êm. Máy Ford đi bền lắm. Nè cô chú anh chị cục máy nè. Nổ êm ru. Đây bà con. Bà con thấy máy êm không? Máy móc qua thời gian 5 tháng canh chỉnh cam cò máy. Cái đời này chắc máy làm luôn rồi. Được cái số chưa làm, số em nó nguyên bản hết, số chưa hề làm. Máy móc khô ráo không có dấu hiệu nhớt nhau. Xài toàn bộ hệ thống IC lửa hết toàn bộ, IC điện hết toàn bộ nha cô chú chị. 1, 2, 3, 4, 4 máy. Xe không có tí đồ hơi. Bà con cứ chạy đi một tháng mà con không ưng á, bà con có thể trả xe lại cho Trần Anh. Mà cảm thấy ưng thì đừng trả xe, để chạy luôn. Ok chưa? Một tháng chạy thử, cảm thấy không ưng trả xe lại, hoàn tiền lại cho bà con được chưa? Nói như vậy là cô chú anh chị tự hiểu rồi. Máy móc bảo hành 2 tháng, máy số luôn. Nha cô chú anh chị nha. Cái đời này chạy đến gần 300 ngàn mà hơn 300 ngàn mà kêu máy rin rin đâu ra. 4 máy nữa. Bét full 1 2 3 4, 4 cái bét full. Mày tem nguyên bản của em nó còn theo xe hết. Hai bên kèo cột, được cái kèo cột là chưa mở đó. Anh chị nè, kèo cột theo xe em chưa mở nha cô bà con cô bác nha. Dằn trước nguyên bản không có dấu thì đâm vai móc máy của trên chiếc xe. Mạc tem của em nó đây. Và đây 1.8 thì cô bạn chỉ dẫn cô trì nè, nước giải nhiệt nè. Đây là hệ thống két nước. Boe cảm biến gió. Cục máy nè. Cục máy khô lắm, khô ráo sạch sẽ, không có dấu hiệu là nhớt nheo đâu. À, keo chỉ nó có bô rin 100%. Anh chị. Đây là anh chị hệ thống keo chỉ nè. Keo chỉ em nó rin toàn bộ 100% nha. Hai bên không cứng không gội bất cứ một khoảng nào trên chiếc xe cho bà con. Phần để cách gì còn mới tinh. Không có dấu hiệu rách rưới. Xe này bên Trần Anh sẽ bao cứng đục, bao gập nước cho bà con cô bác. Còn cái cửa bên đó nói luôn, cái cửa nó dập thì bình thường thôi. Nó dập nhưng mà nó không ảnh hưởng vô trong cái sóng gần của cửa là được. Cô chú anh chị hiểu không? Bà con mua xe cũ á, quan trọng á, Trần Anh đã nói rất là nhiều rồi. Máy móc gầm bề là ok nhất. Với lại mẫu xe mới chục triệu thì như vậy là quá tốt. Quá tốt. Đó bà con thấy form em nó đẹp không? Đẹp không ạ? Vừa đẹp vừa rẻ nữa, ở đâu bán? Bà con nói cho anh nghe thử. Chỉ có Trần Anh thôi. Bao cô chú anh chị chạy trước một tháng. Một tháng mà chạy cảm thấy không ưng về máy, về số, bà con có thể trả xe hoàn tiền đủ 85 triệu không lấy 1 ngàn. Chạy qua một tháng cảm thấy ưng quá rồi thì làm của riêng cho mình đi. Được chưa? Còn máy móc bảo hành 2 tháng. Thích bảo hành nửa năm không? Em bảo hành nửa năm chưa? Chơi sốc vậy đó. Máy móc nằm đường 1 đuổi 1. Đây cô chú anh chị. Gầm bọc ở trong là khá đẹp nè. Gầm nè. Bà con thấy gầm sáng chân không? Tầm cỡ này thì thôi luôn. Đó. Được chưa? Thoải mái không? Tuyệt vời nha bà con. Còn anh chị thích góp không? Tạo điều kiện hết sức. Góp 20 triệu không lãi suất, khỏi lãi suất. Đưa 50 mấy 60 triệu lấy xe. Có tiền thì trả, không có đừng trả. Ở tính Trần Anh là chơi sốc và chơi rất là ngông cuồng nha cô chú anh chị. Đó bà con thích nhạc nào cho anh cũng nhảy được hết đó. Còn mấy xe ít tiền của bắp nè, 75 triệu for laser nè. 85 triệu 1.8 nè. Em này 1.6. Giữa bản 1.6 và 1.8 khác nhau cái gì? Khác nhau cái form dáng, khác nhau cái ABS và khác nhau cái động cơ dung tích xi lanh làm việc của em đó thôi nha. Còn cái Jolly 75 triệu 2003, Camry 135 triệu. Hôm nay cho bà con thiếu 35 triệu đưa trước 100 triệu. Thoải mái chưa? Sở hữu ngay mẫu Camry. Camry ngày xưa. Ngày xưa thật là xưa nha. Xe này của các chú nhà nước đang chạy. Cô chú anh chị ạ. Hầu như là 10 con là hết, 9 con là của nhà nước chạy hết rồi. Cho nên là chất xe tuyệt vời. Được cho bà con. Hàng đẹp cho bà con chưa? Đó. Ok chưa bà con? Em này máy chạy bao chạy. Riêng máy Camry khỏe vô đối nha. Bao chạy bà con ạ.
bên đây là ở chào chú. Bên đây là sân đánh gôn đây đó, cô chú anh chị ấy sân đánh gôn đâu đây. Trường Anh qua đây đó, sân đánh gôn nè, đẹp chưa. Hôm nay con đánh gôn nè mới tập à. Ồ, đây là sân đánh gôn nè đó, anh chị thấy đẹp không? Chơi gôn là chơi về như thế này. Đây là nó có vị trí đánh gôn nè. Đây là chú, này là chú chủ nhà đây. Đó, chú để không gian giải trí để cho anh em vô đây chơi tập gôn. Rất là tuyệt vời. Hôm nay không có người chơi à? Phải hả? Cháu mới bữa đi đâu người mới đánh không nổi. Mới đi viện về chứ. Thôi lại bữa nay cháu ghé cháu chơi nha. Đấy, hai ba con được chơi sân đánh gôn ở trong cái là view nha cô chú anh chị, view nghỉ dưỡng á. Đấy, bà con thấy chưa, anh chị nào có nhà hứng thì alo cho Trường Anh ô tô. Đây salon đây, được chưa bà con, quay bằng cái điện thoại nó hơi rung một tí xíu nha cô chú anh chị. Đó, tuyệt vời. Mua mẫu nào thì alo cho Trường Anh ô tô. Xe này không mua thì mua xe gì với mẫu xe này. Chẳng anh đã nói rồi, bà con mua 1 tháng bao chạy thử, không ưng hoàn tiền một lấy 85 triệu, trả lại 85 triệu. Chạy qua 1 tháng cảm thấy ưng thì lấy làm của riêng. Với cái số tiền dựng mấy chục triệu mà chẳng anh chơi sốc như vậy thì cô chú anh chị nghĩ chỗ nào bán xe chơi như chẳng anh? Chắc không có đâu, được chưa? Đó là còn được ít xe á. Máy nổ êm ru, 60 Đồng Nai, 95936. Máy cũng máy êm lắm. Đi đôi là cụm đèn thủy tinh, giá 135 triệu cho bà con góp lên tới 35 triệu đưa trước chăm lấy xe. Khỏi suy nghĩ, xe này em lỗ 10 triệu. Xe có sao là báo thẳng báo chuẩn như vậy nha bà con. Camry nè. Đó, Camry đẹp không? Camry này đẹp không? Quá đẹp luôn này kìa. Quá đẹp luôn đúng không? Dạ. Ok. Anh chị thấy thằng lính em nó thông minh không? Tuyệt vời. Dạ. Giỏi á. Đó, Trường Anh cần những người như vậy. Cần những người mà lanh lẹ. Thằng em nó quá lanh lẹ đi. Như vậy là đủ rồi nha bà con nha. Xe thì về liên tục, bà con thích mẫu nào là Trường Anh đèn mẫu đó, thích mẫu nào là chơi mẫu đó, không quan trọng bà con nha. Đây mẫu ít tiền 75 triệu cho bà con cô bác nè. Mua về cho bà con cô bác che nắng che mưa. Máy này cũng bao chạy, chạy trong vòng 1 tháng không ưng, quay lại không lỗ đồng nào, đền lại 75 triệu. Chạy hơn 1 tháng cảm thấy ưng thì mua. Cho bà con 1 tháng chạy thử miễn phí, không tốn ngàn. Được cho bà con. Giờ em chơi chiến thuật là bà con cứ chạy thử 1 tháng hết đi. Ưng thì lấy, không ưng thì trả lại tiền, trả lại xe. Vậy thôi. Ở mình làm ăn là mình kinh doanh là mình phải sử dụng bằng cái trí tuệ, là mình phải mua bán phải thật thà, phải đàng hoàng và vui lòng khách đến thì vừa lòng khách đi. Được cho bà con có bác, chứ mua bán mà không vui vẻ, không hòa đồng, nhăn nhó để làm gì? Nhăn nhó có ra tiền không? Nhăn nhó mà ra tiền thì chắc chừng anh nhăn nhó cả ngày. Đó vậy thôi bà con. Vui lên nha, vui lên. Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái. Cười lên đi cho thoải mái tâm hồn. Muốn thoải mái tâm hồn chúng ta hãy cười lên đi. Thôi em khép lại chương trình tại đây này nha. Em see you and goodbye.